Xin chào cả nhà, hôm nay em cùng làm một món xò lách như cả nhà. Bây giờ mời cả nhà cùng em chân em cùng làm món xò lách nha. Xò lách. Rồi bây giờ mình sẽ làm muối Tây Ninh và đường. Đó, đây là muối Tây Ninh nè, đây là đường. Rồi bắt đầu đây các quả xài cả nhà. Đó, xài này là yêu xài gì ta? Xài này là xài gì đâu biết. Rồi bây giờ mình sẽ rửa xoài. Xong rồi đem xếp ra nhé cả nhà. Cái này là đường, mắm và ớt bột nhé cả nhà. Và muối Tây Ninh ra chi chén nhé. Rồi rồi bây giờ mình sẽ bây giờ đọc bếp đang xếp xài ra. Gọt cái xài ra làm gia vị xài lách lần đầu tiên mới biết lần đầu xài lách. Ba trái em thử. Xài này là siêu chua nhé cả nhà. Con gọt xài ra hết vậy nha cả nhà. Chỉ giờ cứ gọt này. Gọt giờ ngâm nước hả? Mình sẽ bỏ đá với cành nó vô. Bỏ đá cho vô mình vớt ra. Làm xò lách siêu cây cả nhà. Xài muỗng, xài này là kêu xài muỗng to. Xài lách miếng khổng lồ ăn cho nó ngon. Xoài thì mình ngâm đá cho nó giòn cả nha. Ngâm cục đá vào là nó sẽ giòn xài, làm xoài lách ăn nó mới ngon. Rồi rồi bây giờ bắt đầu thắng đường nhé cả nhà. Rồi bây giờ mình sẽ thắng đường. Rất là ngon.
Mình vài đường cho nó tới nha cả nhà. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.